Thưa quý vị, tại nhà của ông Hồ Văn Nghĩa ở ấp Phú Quế, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, thực hiện chương trình Xuân Tình Nguyện năm 2024, các bạn đoàn viên thanh niên của xã đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị các nguyên liệu để gói hơn 100 đòn bánh tét, trao tặng cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần giúp bà con có được một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc. Những ngày này, không khí Tết đang đến gần, hơn 15 bạn đoàn viên cùng người dân địa phương đã có mặt tại nhà của ông Hồ Văn Nghĩa, ấp Phú Quế, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam để chuẩn bị gói bánh. Các nguyên liệu được xã đoàn vận động nhà hảo tâm và xã hội hóa để gói bánh như nếp, chuối, đậu, dừa tạo ra những chiếc bánh thơm ngon trao tặng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết. Bên cạnh đó, xã đoàn còn vận động 200 kg gạo để trao tặng thêm đến các gia đình ăn Tết được sung túc và đủ đầy hơn. Ủy ban thường vụ xã đoàn có vận động mạnh thường quân để mà tổ chức cái hoạt động gói bánh tét. Đây là một cái hoạt động ý nghĩa. Thứ nhất là để tạo cho các bạn đoàn viên thanh niên có một cái hoạt động vui xuân đón Tết để quây quần bên nhau. Thứ hai là tạo cho các bạn có một cái hoạt động là ý nghĩa thiết thực cho các bạn dùng những cái đòn bánh tét chính tay mình nấu để tặng cho ngay chỗ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thì ngoài cái những đòn bánh tét thì ban vụ xã đoàn có vận động thêm là 200 kg gạo để tặng cho các bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán này, nhằm để chúc cho bà con có một mùa xuân vui tươi hạnh phúc. Những công việc như lau lá, làm nhân, gói bánh được mọi người chia ra theo từng công đoạn. Mỗi người phụ giúp một tay để làm ra những chiếc bánh thơm ngon mang đến cho các gia đình nghèo, tạo nên một không khí náo nhiệt, rộn ràng trong những ngày giáp Tết này. Các cô chú nè, rồi các anh chị và các bạn đoàn viên thì tham gia rất là nhiệt tình. Thấy hoạt động gói bánh tét thì rất là có ý nghĩa, là dịp, là cơ hội để cho chúng tôi được ngồi lại trò chuyện và cùng cảm nhận được cái hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Cô cũng có lòng, cô ghé cô phụ gói đặng cho có cái tình cái nghĩa, đặng cho có cái Tết để ăn đầm ấm và vui vẻ. Những chiếc bánh tét mang đậm vị ngọt của quê hương được các bạn đoàn viên mang đến tặng, giúp gia đình có thêm phần quà ăn Tết đầm ấm và cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương với mình. Đoàn thanh niên cũng đến đây cũng giúp vui trong ngày Tết. Thì tôi nhận cái phần quà này là cũng có ý nghĩa. Gia đình tôi cũng mừng, cũng vui ăn Tết năm nay được vui vẻ. Được biết, chương trình Xuân Tình Nguyện được xã đoàn Tân Hội tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình góp phần giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền đầy đủ và ấm áp nghĩa tình.